Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tại showroom của công ty chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, quý anh chị một cái sản phẩm xe gác tải van 3 chỗ mà đã rất lâu rồi chúng ta đã chờ đợi chiếc xe này. Một cái thời gian cũng khá là dài. Bây giờ chúng tôi mới có điều kiện để quay lại review những cái chiếc sản phẩm xe tải van 3 chỗ. Ngày trước thì nó là những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Liên bang Nga. Nhưng hiện tại bây giờ thì nhà máy GAT Việt Nam đã cho ra sản phẩm lắp ráp SKD nhập khẩu 3 cục. Vâng, thưa bạn, thì về hình thức, kích thước, rồi tổng thể thì nó vẫn là giống chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc ngày trước mà chúng ta đã biết đến nó. Chỉ có khác, bây giờ là những chiếc xe được ra mắt là những chiếc xe lắp ráp 3 cục của nhà máy GAT Việt Nam, với những cái tiêu chuẩn hiện đại hơn và những cái ưu điểm hơn rất nhiều so với những sản phẩm nhập khẩu trước kia. Ví dụ như đối với chiếc xe gác tải van 3 chỗ này thì bên cạnh tôi đây là chiếc xe gác tải van 3 chỗ phiên bản thùng dài, thùng 3,6m. Vâng, nó đã có những cải tiến. Ví dụ như về phần động cơ thì động cơ của chiếc gác tải van 3 chỗ này đã được nhà máy lên cái động cơ Cummins 2.8 nhưng nó đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Với tiêu chuẩn khí thải Euro 5 này thì chiếc động cơ của con van 3 chỗ lắp ráp SKD này sẽ nổ êm hơn rất nhiều và sẽ tiết kiệm hơn cái sản phẩm R4 ngày trước là rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó là một trong những ưu điểm nổi trội, nổi bật nhất của chiếc gác tải van 3 chỗ lắp ráp SKD hiện nay. Và đối với chiếc xe gác tải van 3 chỗ phiên bản thùng dài đây thì ngày trước đối xe nhập khẩu thì tải trọng của chiếc xe này là 670 kg, nhưng hiện nay tải trọng của nó đã được nâng lên thành 875 kg, một cái tải trọng cũng tương đối là rất phù hợp với các xe di chuyển trong các đường phố, đặc biệt là những đường phố trong nội thị, đường phố cấm. Vâng, rất chi là tuyệt vời đối với các quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe tải van của Cộng hòa Liên bang Nga này. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu kỹ hơn về những cái chi tiết, những đặc điểm cụ thể của chiếc xe gác tải van 3 chỗ lắp ráp 3 cục SKD này. Thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái đặc điểm cơ bản của chiếc cái xe tải van 3 chỗ SKD này. Đầu tiên về cái phần thùng của chiếc tải van này thì thưa bạn, thì là như những dòng xe nhập trước đây chúng tôi đã cho ra mắt thị trường thì cái thùng của chiếc gác tải van 3 chỗ SKD này thì cũng có cái thông số kỹ thuật cũng như là cái kích thước của thùng này thì vẫn giống với những chiếc xe nhập khẩu trước thôi. Đó là chiều dài thùng là 3,6m phiên bản thùng dài, chiều rộng là 2,068m và chiều cao là 1,927m, một cái thông số, một cái kích thước thùng rất là rộng với tổng thể tích của thùng hàng này lên tới 13,5m khối. Một chiếc thùng rất là rộng với phù hợp với rất nhiều các quý khách hàng có nhu cầu vận chuyển các loại hàng hóa cồng kềnh hoặc là hàng hóa nhiều và chạy phố và cũng như chạy các tuyến đường dài. Thưa bạn, thì đầu tiên là về cái mặt hông bên phải này thì cũng được thiết kế một cái cửa lùa đấy, nên để chúng ta có việc vận chuyển bốc giữa hàng dễ dàng hơn. Một cái chiếc cửa lùa rất là rộng với tổng chiều rộng của chiếc cửa này lên tới 1m4, và đặc biệt là chiếc cửa này thì đã mở được hết cái phần khung cửa này, rất là rộng, chúng ta có thể thấy đây đấy. Còn đây là cái thùng hàng thì chúng ta sẽ khám phá tiếp theo cái phần thùng hàng này về cái đằng sau này đấy. Thưa bạn, thì về cái cửa đằng sau này thì có hai cái cửa đã được thiết kế rất chi là đẹp thuận tiện đấy, cửa có thể mở được 180 độ, và đồng thời khi khách hàng cần thì chúng ta cũng có thể mở được với chiếc cửa này với một đồng thời là cũng mở được 360 độ khi chúng ta cần thì vận chuyển các hàng hóa trong các đường phố. Đây các bạn, đây là một những cái thiết kế rất là đặc biệt và rất phù hợp với những chiếc xe tải van, đặc biệt là khi chúng ta vận chuyển và bốc giữa hàng hóa trong phố thì chúng ta cần mở cái cửa này áp sát vào cái thành này để tránh va chạm với các xe phương tiện trong cái cung đường phố nội đô rất chi là chật hẹp. Đấy. Cửa này thì được giữ cái cục cối nam châm đây, rất chi là chúng ta dùng tay rất là mạnh
thiết kế chúng ta đấy rất chi là thuận tiện. Vâng, các bạn đây thì tiếp theo từ Nga, Cộng hòa Liên bang Nga về để ráp lên cái chiếc xe van 3 chỗ này. Một cái chiếc thùng mà đây chúng ta để thấy mọi cái khoang thùng và đằng trước cũng rất là đẹp, bảo tính thẩm mỹ và rất là kín và chắc chắn. Đấy, chúng ta để thấy đây một trong những cái thùng đặc biệt và đẹp nhất trong các hệ cải van siêu to, siêu khổng lồ trên cái thị trường hiện tại van Việt Nam. Đặc biệt là trong cái thùng hàng này cũng được thiết kế các cái móc để chằng buộc giữ gia cố hàng hóa khi mà vận chuyển trên xe, tránh va chạm là nổ. Chúng ta thể thấy sàn thùng được một bọc một lớp nhựa ABS tổng hợp nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Đấy. Chúng ta thể thấy một trong những đặc điểm nổi trội nhất của những chiếc xe tải van đó là chiếc thùng hàng. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái không gian, cái khoang cabin của chiếc van 3 chỗ SKD này. Chúng ta có thể thấy đây, một cái không gian 3 chỗ ngồi, cabin rất chi là rộng rãi đẹp với một chiếc giải van 3 chỗ. Về cái phần nội thất cũng như cái phần trang trí, tiết họa, mỹ thuật, mỹ thẩm mỹ thì nó cũng giống với rất nhiều các cái chiếc GAT đã nhập khẩu, đã cho ra mắt thị trường. Và các bạn thấy một cái không gian 3 ghế ngồi, một chiếc giải van rất chi là đẹp với một chiếc van 3 chỗ đều để chở hàng, vận chuyển hàng hóa rất là rộng. Và nội thất thì cũng rất giống với các dòng xe nhập khẩu cũng như dòng xe 17-20 chỗ nhập khẩu trước đây. Vâng, thưa các bạn, đây một cái không gian, một ghế ngồi. Chiếc ghế ngồi này cũng được chúng tôi thiết kế với rất nhiều các cái tính năng điều chỉnh cái ghế của người lái, làm cho một cái chiếc ghế người lái của chiếc đại van 3 chỗ này rất chi là thuận tiện và phù hợp với khách hàng chạy đường dài cũng như là các cái chế độ người ngồi tùy từng khách hàng. Một chiếc tải van trang bị đầy đủ với hệ thống ABS chống bó cứng 4 bánh cũng như hệ thống cân bằng điện tử. Đồng thời chiếc tải van 3 chỗ SKD này cũng được trang bị hệ thống cruise control, tức là gì, hệ thống ga tự động khi chúng ta di chuyển trên cung đường với tốc độ 50 km/h trở lên thì khi mà ấn vào cái công tắc cruise control này thì chế độ ga tự động sẽ tự động hoạt động và chúng ta rất chi là nhàn khi di chuyển trên các cung đường cao tốc cũng như là các cung đường hạn chế tốc độ. Vâng, các bạn thì về chiếc cáp tải van 3 chỗ này thì về hệ thống điều hòa thì nó chỉ trang bị một cái dàn điều hòa và một nốc điều hòa thôi, nó khác hoàn toàn so với chiếc 17 chỗ là dùng hai nốc hai dàn. Chúng ta thể thấy vì cái khoang cabin này nó chỉ có ba chỗ ngồi và một chỉ cần một hệ thống điều hòa là đã đảm bảo cái độ lạnh của chiếc xe này. Màn hình DVD 7 inch cùng với các chế độ điều khiển điều chỉnh rất chi là hợp lý đối với một chiếc xe gắt chở hàng tải van nói riêng. Chúng ta có thể thấy hộp số vẫn là hộp số 5 số tiến 1 số lùi. Vâng, thưa các bạn, một cái không gian, một cái khoang cabin rất quen thuộc đối với những quý khách hàng nào mà đã và đang quan tâm đến các dòng xe GAT, chiếc xe của Cộng hòa Liên bang Nga mới cho ra mắt thị trường cái sản phẩm nắp ráp SKD. Và đặc biệt nữa là đối với chiếc xe tải van này thì đã được nhà máy trang bị lại một cái hệ thống đồng hồ điện tử 100% rất chi là đẹp và bắt mắt. Chúng ta có thể thấy đây, đây là một trong những cái điểm khác so với những chiếc xe nhập khẩu trước đây. Đấy, hệ thống đồng hồ đã được thay đổi các bạn, các tính năng thì nó vẫn giữ, nhìn chung nó vẫn cơ bản như những chiếc xe nhập khẩu, thay đổi cái thiết kế của chiếc đồng hồ thôi. Và các bạn, tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe GAT SKD này. Vâng, thưa bạn, thì
chiếc giải van 3 chỗ SKD thì hiện tại thì đã được nhà máy và các kỹ sư của tập đoàn GAT đã cho lắp một chiếc khối động cơ vẫn là động cơ Cummins 2.8 nhưng mà đã được xử lý khí thải Euro 5. Các bạn, khi mà xe đã được trang bị cái động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ nổ êm hơn và thứ hai nữa là nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều. Với các nước châu Âu thì hiện tại thì họ đã sử dụng các cái động cơ trang bị hệ thống tiêu chuẩn khí thải đạt Euro 6 trở lên rồi. Chúng ta thì đang dần dần thay thế bằng những động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đây là một trong những cái cải tiến rất chi là đặc biệt nhất đối với chiếc xe tải van 3 chỗ SKD này. Những chiếc xe nhập mà trước đây chúng ta đã quen với trên thị trường đó là những động cơ mà mang đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Về phần gầm của chiếc GAT tải van 3 chỗ nhập lắp ráp 3 cục SKD này thì nó cũng giống hoàn toàn với những chiếc xe nhập khẩu. Đó là đặc điểm nổi trội nhất, đó là đằng sau được trang bị hệ thống nút kép cùng với hệ thống dàn gầm. Cầu sau được trang bị hệ thống ba lá nhíp cùng với các giảm chấn thanh đoàn ngang. Một cái hệ thống khung gầm nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga về và lắp ráp lên thành chiếc xe tải van 3 chỗ này. Chúng ta có thấy khung gầm của Nga, chúng ta biết rồi, nồi đồng cối đá rất chi là tuyệt vời. Như vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với quý vị, quý anh chị đặc điểm cơ bản của chiếc GAT tải van 3 chỗ lắp ráp SKD 3 cục nhập khẩu từ Nga về. Thưa bạn, thì đây là những chiếc xe bản thùng dài 3m6. Và chiếc tải van 3 chỗ SKD này còn một phiên bản nữa là phiên bản thùng 3m cũng đang có sẵn tại showroom chúng tôi đây. Chính vậy, quý anh chị, quý khách hàng mà đã và đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm xe GAT nói chung và xe tải van lắp ráp 3 cục nói riêng thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiện trên màn hình 0906 062 336 để được tư vấn và hỗ trợ và báo giá chi tiết cụ thể nhất cho quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể đến trực tiếp showroom của công ty cổ phần GAT chúng tôi, địa chỉ tại km 52 quốc lộ 5, thành phố Hải Dương để xem, lái thử và trải nghiệm những chiếc xe của tập đoàn GAT đã phân phối và cho về các đại lý của chúng tôi. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã quan tâm, ủng hộ công ty chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.